Xin chào các bác. Hôm nay em hướng dẫn cho các bác sử dụng cái con nồi Tiger, hiệu của nó là JKPKS. Con nồi này nấu cơm cháy rất là ngon. Đấy. Đặc điểm con nồi này là nồi áp suất 2 bi. Nên là áp suất của nó cực kỳ là lớn. Khi mà các bác nấu nhá, xong các bác đang nấu mà bấm nút tắt ấy thì các bác cẩn thận nó xì hơi ra ở chỗ này, nó xì ra như kiểu lối áp suất ấy, thì cẩn thận nó bỏng nhé, cái chỗ này rất là nguy hiểm đấy. Đây nó có cái cảnh báo nguy hiểm bên này đấy, cảnh báo áp suất nhé. Thì sơ qua thì gồm có đây là nút chỉnh giờ đấy, thì bấm giữ một trong hai nút này thì đấy thì nó sẽ chỉnh được giờ này, các bạn thấy không đấy, đây chỉnh phút đó. Sau khi chỉnh xong thì bấm nút bấm một nút là này thì nó sẽ lưu lại cái giờ này, hoặc cứ để đó thì nó cũng lưu. Nút này là nút tắt, nút này là nút hẹn giờ, nút này là nút nấu, ấn hai lần là sử dụng cho gạo không rửa. Đây đấy, nút gạo không rửa nó nổi lên đấy. Còn bấm một lần là nấu bình thường. Còn đây là nút ủ ấm hay là nút hâm. Còn đây là nút nấu cơm cháy. Thì cơm cháy thì chỉ có gạo gạo trắng này. Gạo trắng này thì nó mới có cháy thôi. Với cả chế độ nấu cứng thì nó mới có cháy thôi. Đây. Đấy, đèn cơm cháy nó nổi lên này, hoàn tắt đi này. Đấy. Còn đây đây là chế độ nấu. Chế độ nấu thì cái dòng thứ nhất này là nấu sinh thái. Dòng thứ hai lại từ đầu này. Đây là nấu sinh thái. Đây là nấu gạo trắng. Đấy, còn đây là nấu giữ vitamin. Đấy, còn đây là nấu cơm cứng. Còn đây là nấu nhanh. Đấy, thì còn đây là nấu hỗn hợp, kiểu nấu sôi đấy. Còn đây là nấu đậu đỏ. Đây là nấu cháo. Đây là nấu gạo lứt. Đây là nấu gạo gappa, gạo lẩy mầm đấy. Đấy. Còn đây là nấu gạo kê, nấu kê. Còn đây là chế độ nấu ăn. Nấu ăn. Nó sẽ giữ nhiệt độ trong vòng 120 phút chẳng hạn, như thế điều chỉnh giờ phút ở đây. Nó sẽ điều chỉnh nhiệt độ ở đây, điều chỉnh giờ phút ở đây. Đấy, xong là bấm nút nấu thì đấy. Đây nó sẽ giữ ở cái nhiệt độ tối đa rồi. Về quy trình nấu thì đầu tiên là chọn chế độ nấu, chọn hủy này, hủy, ấn hai lần nút hủy thì nó sẽ quay về chế độ mặc định. Ấn hai lần nút hủy này nó sẽ quay về chế độ mặc định đấy. Thì bình thường nấu thì ta chọn chế độ nấu, không thì có thể nguyên là ấn nút nấu này là xong. Đây, nó tắt này. Đây à, giả sử như là để chế độ nấu gạo trắng đấy, xong bấm nút nấu đấy, vậy thôi. Còn hẹn giờ thì đấy, bấm vào nút hẹn giờ. Đây là thời gian hẹn giờ. Thì giả sử như là ta 6 giờ có cơm ăn, muốn 6 giờ có cơm ăn thì ta đặt đây là 6 giờ có cơm ăn, xong mà bấm nút là nấu thì cái đèn này nó sáng không nhấp nháy nữa. Thì đi vo gạo, cho gạo vào xong là vo gạo đổ nước vào để sáng mai 6 giờ có cơm ăn đấy. Công thức thì hủy nó đi. Còn đây nút ủ ấm, giả sử như là sau khi ăn xong rồi á thì muốn ủ ấm thì ấn nút này đấy, ấn nút này thì nút ủ ấm. Hoặc là nó chín rồi thì mở cái này đèn vàng này, chi khi mà nấu cơm chín rồi đèn vàng này nó sáng lên ấy, thì muốn cho ở chế độ ủ ấm ấy, muốn hâm ấy, gạo hâm cơm nguội ấy, thì mở nó ra xong là ấn nút này, đèn này nó sáng thì là chế độ hâm, thế thôi. Còn muốn nấu cơm cháy thì cơm cháy nó chỉ có là gạo trắng và chế độ nấu cơm cứng thì nó mới có. Đây chế độ này thì nó mới có cơm cháy, thì đây nút cơm cháy này, mở nó lên thì cái đèn cơm cháy nó lên này, thì bấm nấu như bình thường thì lúc này cơm nó sẽ có cháy đấy, vậy thôi. Đây nút tắt đấy. Về sơ qua là cái con nồi này nó thế, con nồi nấu cơm rất là ngon nha các bác nhé, áp suất 2 bi này.
Đấy. Nồi này nó ra năm khoảng 2012 13, 2013 thì bắt đầu ra cái nồi này. Nồi rất là dày. Cầm rất là đẹp. Rồi dày lắm. Cầm nồi rất là chất. Đấy, đây là cái con nồi. Đấy. Thì đây là ổ điện 110. Còn em luôn lắp cho khách là cái cám điện 220 này. Đấy. Nó báo nó không không chạy. Còn bây giờ cắm vào 110 nó lại chạy. Đấy, nó không bị cháy nổ khi mà cắm nhầm. Thì đấy là cái nồi. Thì các bác nào có muốn mua nồi cơm điện thì liên hệ với em. Theo số điện thoại là 0975 72 71 79. Đấy, thì em sẽ tư vấn cho các bác. Thì con nồi này là nồi 1 lít nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Xin chào các bác.